Xin chào cô chú và các anh chị đã đến với kênh Cô Nga Vlog. Hôm nay mình xin chia sẻ cho cả nhà một món ăn truyền thống nha. Sự kết hợp giữa cơm nếp và men tạo nên một món ăn đậm vị quê hương. Cách làm thì rất đơn giản luôn. Không nói thì cả nhà cũng biết bữa nay mình làm món gì rồi nha. Mời cả nhà cùng vô bếp cùng làm với mình nha. Đây mình sử dụng là 400g nếp nè, giờ mình đi nấu cơm nếp nha. Nấu cơm nếp này thì hơi nhão ha. Rồi cái này men nè, mình sử dụng 400g thì mình sử dụng 4 viên men. Đó, giờ cơm nếp mình chín rồi nè. Giờ mình đem ra chảy ra mâm cho nó nguội bớt rồi mình mới vô men. Vàng ra để cho nó mau nguội, giờ hoàn tâm mới nguội bớt rồi còn ấm ấm thôi mới vô men rồi tắt đi con. Giờ mình mới chiếu cho nó khô khô gáo gáo bớt nguội một chút đi cả nhà. Đây nước mình sử dụng hơn nửa chén nha. Một viên nó dính vậy lắm, mình giò viên để mình nhúng tay mình vô mình giò viên. Nửa muỗng cà muỗng. Đó. 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 4 viên. Đây 400g nước thì sử dụng 4 viên nè, giờ mình đi cà nhuyễn ra nha. Đó, mình cà cho thiệt mịn ra. Giờ mình đã cà nhuyễn ra rồi nè, đó cả nhà thấy không, mịn ra nè. Đó. Giờ ba men mình cà xong nè, dắt lên, dắt đều mình dắt đều lên cái phần cơm nếp mình nấu nè. Giờ mình bắt đầu nắng nè, bóp vô cho nó thiệt chặt nha cả nhà. Đó, cả nhà thích nắng ăn bự thì cả nhà ăn bự, nó nắng bự không dính gì vậy? Cả nhà thích ăn sao nắng vậy cả nhà, cái này là tùy theo nha. Mình sợ dính thì mình tha cái nước muối hồi nãy nè. Mình cứ nắng gì rồi mình bỏ vô cái thố hay cái tô, nhà không có tô thao hết cái phần cơm nha cả nhà. Rồi mình nhỏ nước muối vô, nhỏ ít thôi cho cái viên cơm muỗng là đậm đà. Trong cơm nếp mình đã bỏ cái tí muối rồi đó, lúc mình nấu rồi mình bỏ muối rồi đó. Rồi mình nhỏ luôn cái nước muối hồi nãy nè, bây giờ mình chấm vô chút cho cái phần cơm muỗng nó đậm đà đó. Đây nè cả nhà, sắp xong rồi nè cả nhà. Đây nắng cũng sắp xong rồi nè cả nhà, sau đó mình đậy nắp lại mình ủ nè. Ủ 4 ngày sau đi mình hạ thắng nước đường mình bỏ vô. Đây, xong rồi nè. Còn nhiều nước muối á mình nhiễu vô đây nè. Đây nè. Đây mình mở nè. Mở nè cho nó có hơi ha. Nha. Đây cũng vậy luôn, mình để chỗ mát với chỗ vắng lặng mình đừng có đụng tới á, để đó chi trong vòng 4 ngày thì mình mở ra nha, lúc đó cơm nguội của mình đã lên men rồi thì ăn được rồi đó. Đây mình thắng nước đường rồi nè cả nhà, cái phần cơm nguội của mình sau 4 ngày về nè, với mình thắng nước đường mình đổ vô nè. Ừ thì nó dở ra nó nồng, nó thơm.
giờ cơm rượu mình 4 ngày à, quá. Cơm rượu sau một bữa ăn thì mình sử dụng vài viên thôi, gấp ra chén cho hệ tiêu hóa nha. Đặc biệt mình có thể sử dụng làm bánh bò rất ngon nha. Ăn nguyên gì cũng được, còn mình thì thích pha loãng thêm miếng nước đá vô ăn chung nha. Mời cả nhà cùng ăn với ăn gia đình mình nha. Ăn mình sẽ vừa thơm mà nó vừa lành lạnh á, ăn rất ngon luôn cả nhà ơi. Ăn mấy gì? Quá trời thơm luôn. Thưa Quỳnh Anh, lấy cái chén rồi anh. Cho cũng bán thì có quá mấy trời mấy. Thơm rồi. Mới giới thiệu rồi. Chứ còn mẻ này bà về canh nó ăn. Trời ơi, con bỏ cái cục hết hồn nhỉ, cục đá hết hồn nhỉ. Đây, bỏ thêm miếng nước đá vô nữa nè. Nguyễn Anh nó thích uống nước. Cho nó nước. Bán mốt giò nhỏ chút. Giò bự vậy. Bữa nay cục trời nhìn mặt ăn cơm rượu hứng hở luôn bà con ơi. Mẹ con lấy con ăn đi. Ăn đi. Ngon quỳ anh. Ngon lắm đã. Quá thơm. Lên men nồng luôn đã. Ngon quá, đậm đà. Quay qua nàng này nè. Quay qua nàng này ăn quá trời. Ngon quá. Vậy là đủ rồi đó. Vậy là đủ rồi, thấy cắm đầu ăn là biết rồi đó. Mọi người khỏi cần ấy, mọi người thấy cắm đầu ăn là mọi người biết ngon rồi nè. Đó, cắm đầu ăn luôn. Có được không hết chén ra trời ơi. Ngồi chỉnh. Rồi thôi bye bye cô chú đi về. Bye bye cô chú. Ngon không? Quýnh giá coi. Ngon đậm đà luôn. Ừ, rồi này. Ăn chén cơm đậm đà. À.